Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà Đất Đoàn Vương trên trang Nhà Bán Gò Vấp để xem một cái căn nhà trệt lửng lầu mà giá rất rẻ, chỉ có 2 tỷ ba mà thôi. Căn nhà có diện tích 3,5m x 7 sổ hồng riêng, tọa lạc trên một cái con hẻm hơn 3m, một trục cục an ninh. Nhà có mặt dựng như hình và ban công đúc, cho nên là cũng khá là ok, dễ sửa hoặc là kinh doanh mua đầu tư tút lại. Cái cầu thang là ok bởi vì nhà có cầu thang gỗ nhưng mà mặt tiền và ban công ô vuông đúc rất là chắc chắn. Nhà tọa lạc trong một con hẻm rộng rãi, thoải mái như hình và gần đường chính khu chợ Thạch Đà, Phạm Văn Chiêu, phường 14. Nhà một trệt, một lầu và một lửng nữa, cho nên sẽ có 3 phòng ngủ, 2 kín 1 hở và 2 vệ sinh. Sàn đúc giả lát gạch men và có cửa sổ sau thoáng mát. Chủ đang rao chỉ có 2 tỷ 3 mà thôi. Nếu mà khách thiện chí mua nhanh hoặc là cọc nhiều hoặc là cọc công chứng nhanh, đôi khi còn bớt thêm nữa cho chúng ta. Nhà có cái sân rộng phía trước để dừng xe thoải mái, hai lớp cửa, cửa ngoài sắt và cửa trong bốn cánh, lát gạch men kiểu ngày xưa, xây chắc cũng 5-10 năm trước, cầu thang gỗ loại không mối mọt, là phòng nhựa nhưng mà cũng còn khá là cứng cáp, sạch sẽ. Gia chủ vẫn đang ở bình thường. Hướng Tây Bắc thuộc công Tây Tứ Trạch, dành cho những cái người thuộc công Tây Tứ Trạch quý vị nha. Đây, bếp ở cuối nhà, bề ngang 3,5m cho nên nhìn cũng khá là rộng rãi, và toilet của nhà luôn, bếp và toilet của nhà. Phía sau có cái bãi đất trống cho nên cũng trừ được cái cửa sổ phía sau, khá là ok. Cầu thang gỗ chắc chắn và khi lên lầu thì cầu thang giữa, cho nên ta sẽ có hai cái phòng ngủ trước sau. Phòng ngủ trước sau, phòng ngủ trước kín có cửa, khá ok, và phòng ngủ sau thì hở không có cửa. Này, bên phải là phòng ngủ sau có cửa sổ, và song song đó có cửa sổ sau nhé, và song song đó thì còn cái đường lên gác lửng. Này, còn đây là phòng ngủ trước, đường đi ra ban công. Ra ban công thì ban công đục rộng rãi, trồng cây, đồ phơi đồ, đồ thoải mái. Ô vuông cũng đúc. Còn đây là đường lên gác lửng. Phía sau có bãi đất trống rộng rãi cho nên là khá là thoáng mát. Còn đây là đường lên gác lửng. Gác lửng là một cái cầu thang sắt và chúng ta lên trên. Ở trên cũng vừa đủ kê một cái giường. 2 tỷ 3 còn thương lượng, 2 tỷ 3 chốt nhanh cho khách mua nhanh và kinh doanh thiện chí cho một cái căn nhà giá rất rẻ như thế này. Tôi là Cảnh Đường Phạm Văn Chiêu, phường 14. Quý vị đừng quên alo cho hotline trên màn hình 0906 943 839 để đi xem nhà, hoặc là đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Vương trên trang Nhà Bán Gò Vấp để xem cả những cái căn nhà khác trong danh sách phát nhà 2 đến nhà dưới 2,5 tỷ. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Ở trên có toilet luôn quý vị nha.